Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 11 tháng 7 tại km 49 cộng 400 cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi Hà Nội Hải Phòng, thuộc thị trấn Sa Lộc, huyện Sa Lộc, Hải Dương, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng, 41 tuổi, quê Khả Tĩnh điều khiển, chở theo hai người là anh Trịnh Tuấn Anh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa và Lê Ngọc Hùng, 36 tuổi, quê Nghệ An. Khi xe ô tô đang di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm, 35 tuổi, quê Hòa Bình điều khiển và chạm nhẹ vào phía sau. Sau va chạm, tài xế Lâm và anh Tuấn Anh và anh Hùng đang đứng tranh luận trước đầu xe 16 chỗ, thì xe 7 chỗ do tài xế Trần Ngọc Thế quê Thái Bình đâm mạnh vào phía sau. Hậu quả, tài xế Lâm và anh Trịnh Tuấn Anh tử vong tại chỗ, anh Lâm Ngọc Hùng bị thương nặng, 10 người khác được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Cục Cảnh sát Giao thông hiện đang phối hợp cơ quan điều tra huyện Gia Lộc Hải Dương, Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là tình huống nguy hiểm, cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi dừng đỗ xe của hai lái xe trên làn cao tốc và hành vi thiếu chú ý quan sát của lái xe ô tô 7 chỗ. Nếu cơ quan cảnh sát kiểm tra kết luận có hành vi dừng đỗ xe quy định và thiếu chú ý quan sát, thì người vi phạm còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước tiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của ba tài xế, xe bán tải, xe 16 chỗ và xe 7 chỗ việc va chạm giữa xe bán tải và xe 16 chỗ trước đó khiến hai xe này không thể di chuyển hay không. Nếu xe không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải dừng đỗ, thì việc dừng xe có đặt biển cảnh báo nguy hiểm hay không. Nếu sau va chạm mà xe bán tải và xe 16 chỗ vẫn có khả năng di chuyển mà hai tài xế vẫn dừng xe trên đường cao tốc, trên làn xe vượt, tốc độ cho phép 120 km/h hoặc xe không thể di chuyển buộc phải dừng xe mà không có cảnh báo dẫn đến tai nạn thì hai xe này có lỗi. Người còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm tù. Đối với người điều khiển xe 7 chỗ đâm vào phía sau xe 16 chỗ đang dừng, cũng có dấu hiệu của hành vi thiếu chú ý quan sát. Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải làm chủ tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách với xe phía trước. Nếu phát hiện chướng ngại vật phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, có thể dừng lại hoặc đánh lái để tránh va chạm. Các xe dừng đỗ gặp sự cố trên đường cao tốc được xác định là chướng ngại vật nếu người điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông mà đâm vào phía sau xe ô tô khác đang di chuyển hoặc đang dừng khẩn cấp, có thể xác định là lỗi thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và người có lỗi còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng cũng cần xem xét trách nhiệm của hai người tranh cãi với lái xe 16 chỗ trên làn đường vượt của đường cao tốc. Vị trí ba người đứng tranh cãi là nơi dành cho xe vượt với tốc độ tối đa 120 km/h, không được phép đi bộ. Bởi vậy, hành vi đứng tranh cãi trên mặt đường cao tốc không có cảnh báo gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư cường nêu quan điểm trong vụ việc này, ngoài hai người đã tử vong, những người còn lại còn sống là những người tham gia giao thông đường bộ có liên quan tới vụ việc này mà có lỗi, dừng đỗ xe sai quy định, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, cản trở giao thông thì sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Như vậy, theo luật sư cường, với hậu quả chết hai người và nhiều người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, người có lỗi trong vụ tai nạn này còn sống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3 tới 10 năm tù. Ngoài hình phạt tù, người vi phạm trong vụ tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra với các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện 66 CDTTG ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương. Công điện nêu, vào 9 giờ ngày 11 tháng 7 trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba xe ô tô. Vụ tai nạn làm hai người tử vong và 9 người bị thương, ba phương tiện hư hỏng nặng ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đồng thời thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh hải dương và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ công an chỉ đạo cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát đối với xe ô tô tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các vi phạm về phần đường làn đường tránh vượt trái quy định bộ trưởng bộ công an cũng giao nhiệm vụ chỉ đạo cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc có biện pháp giải quyết kịp thời các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc kể cả dừng xe do sự cố của phương tiện để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của thủ tướng bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan giả soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc có biện pháp ứng phó ngay đối với các trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trong thời gian tới Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 58 cùng ngày tại km 49 400 đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thời điểm trên, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng sinh năm 1983, quê Khả Tĩnh điều khiển trên xe chở anh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng sinh năm 1988, quê ở Nghệ An đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bất ngờ xe 16 chỗ chở tài xế và 10 hành khách đi cùng chiều đâm vào phía sau. Sau va chạm, anh Lâm đứng trước đầu xe khách tại hiện trường để tranh luận với Tuấn Anh và Hùng. Lúc đó, xe ô tô con biển kiểm soát 30K757XX do tài xế Trần Ngọc Thế quê Thái Bình từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ. Hậu quả, các nạn nhân Trịnh Tuấn Anh và Quách Ngọc Lâm tử vong tại chỗ, tài xế Trần Ngọc Thế mắc kẹt trong cabin cùng 5 người khác bị thương. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế xe bán tải 38C195XX không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Trưa ngày 11 tháng 7, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng làm nhiều người thương vong xảy ra vào sáng cùng ngày. Cụ thể khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 7 tại km 49 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng qua địa phận huyện Gia Lộc, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe ô tô. Theo camera ghi lại, trong khi hai xe ô tô, xe khách 16 chỗ, xe bán tải đang ở làn chạy tốc độ 120 km h thì xe ô tô con loại 7 chỗ đâm vào đuôi xe khách. Cú đâm khiến xe khách lao về phía trước, va chạm với xe bán tải. Vụ việc khiến phần đầu ô tô con và đuôi xe khách hư hỏng nặng, biến dạng, tài xế xe ô tô con mắc kẹt bên trong. Theo cục cảnh sát giao thông, xe bán tải biển kiểm soát 38C195XX do anh D.Q.H, sinh năm 1983 trú tại Hà Tĩnh điều khiển, bên trên có hai người là anh TTA sinh năm 1990 trú tại Thanh Hóa và anh LNH sinh năm 1988 trú tại Nghệ An. Anh A tử vong tại hiện trường, anh H bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 15F006XX do QVL sinh năm 1989 trú tại hòa Bình điều khiển, trên xe có 11 người kể cả tài xế. Xe ô tô con biển kiểm soát 30K757XX do anh TNT trú tại Thái Bình điều khiển, chở theo một người, hiện cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai người tử vong là anh A và anh QVL đi xe khách 16 chỗ, tổng cộng có 10 người được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe bán tải đi chậm tránh chướng ngại vật dẫn đến việc xe 16 chỗ va chạm vào phía sau. Lúc này anh L và anh A, H đứng lại tranh luận trước đầu xe khách thì xe ô tô con đi phía sau đâm vào đuôi xe khách. Qua kiểm tra cồn, ma túy là xe bán tải 38C 195XX không vi phạm. Hiện các đơn vị Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện Gia Lộc, Viện Kiểm sát điều tra làm rõ nguyên nhân. Khoảng 9 giờ, ô tô 9 chỗ chạy trên đường cao tốc hướng Hà Nội về Hải Phòng. Khi tới thị trấn Gia Lộc thì đâm vào đuôi xe bán tải và phải dừng lại ở làn 120 km h sát giải phân cách giữa để giải quyết. Ít phút sau, xe 7 chỗ từ phía sau lao tới, tông trúng hông phải xe 9 chỗ, quay ngang giữa đường. Hậu quả là một người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tại hiện trường, xe 9 chỗ dụng cánh cửa lên xuống phía sau, hông bên phải thì bẹp rúm. Xe 7 chỗ nát đầu, bung túi khí, quay ngang nằm giữa hai làn cao tốc. Xe bán tải thì bị hư hỏng phần đuôi. Thời điểm tai nạn, mặt đường khô, biển báo, hộ lan đầy đủ, cơ quan chức năng đã đưa người đi cấp cứu, phân làn giao thông điều tra tai nạn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng dài 105 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, mặt đường rộng từ 32,5 đến 35 m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, phương tiện được chạy tối đa là 120 km/h, tối thiểu 60 km. Chiều mùng 7 tháng 7, đại diện công an huyện Đông Anh cho biết, một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 cùng ngày tại quốc lộ 3, đoạn cạnh ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh khiến hai người tử vong. Theo đó vào thời gian trên, ô tô con mang biển kiểm soát 30G888XX đang di chuyển trên đường quốc lộ 3 khi tới đoạn gần ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh bất ngờ đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 29C625XX đại diện công an huyện đông anh thông tin vụ tai nạn khiến hai người đàn ông trên ô tô con tử vong sau khi xảy ra sự việc tài xế xe tải cũng đã tới cơ quan công an để trình diện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc tại hiện trường phần đầu ô tô con bị bẹp rúm dính vào đuôi xe tải đội điều tra tổng hợp công an huyện đông anh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc Sáng mùng 7 tháng 7, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế LNK, sinh năm 1980, quê Phú Thọ về hành vi nêu trên. Với việc điều khiển xe lên cầu vượt có biển cấm xe khách, tài xế K sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 6 tháng 7, anh ca điều khiển xe khách biển kiểm soát 993XX đi theo hướng từ Láng Hạ, Giảng Võ lên cầu vượt Láng Hạ. Tuy nhiên, khi đến điểm xuống, ô tô không thể di chuyển tiếp vì lối xuống có thanh hạn chế chiều cao. Sau đó, anh ca đã điều khiển xe đi lùi trên cầu vượt. Rất may không xảy ra va chạm với phương tiện khác. Tại cơ quan công an, tài xế ca cho biết do là lái mới nên không biết cầu vượt có biển báo cấm. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ chiều ngày 6 tháng 7 tại KM 48 250 cao tốc nội bài Lào Cai đoạn giáp danh giữa địa phận tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ giữa ô tô con 5 chỗ mang biển kiểm soát 19A22.335 và ô tô tải mang biển kiểm soát 22F00225. Hậu quả tài xế ô tô con tử vong. Vụ tai nạn khiến xe tải lật chắn ngang đường cao tốc nội bài Lào Cai bị ùn tắc trong khoảng 2 giờ. Lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng phương tiện đồng thời điều tra nguyên nhân xử lý vụ việc. Tối ngày 6 tháng 7, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê cho biết, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nêu trên là ông Hát sinh năm 1982 trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì là trưởng phòng kinh tế hạ tầng của huyện. Nhận được thông tin chúng tôi rất buồn anh Hát là một cán bộ có năng lực được đồng nghiệp yêu quý. Ngày mai các cấp huyện Cẩm Khê sẽ tổ chức thăm viếng chia buồn cùng gia đình anh ấy nguồn tin cho biết thêm. Liên quan tới vụ xe khách loại 45 chỗ bị lật xuống vực ven quốc lộ 28, cơ quan chức năng huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông xác định nguyên nhân do người điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, xe dừng nằm loại 45 chỗ 61B029XX do tài xế NMH 50 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 28, theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ, thuộc thôn 2 xã Quảng Khê, huyện Đắk Gửa Long, xe đã tự lật qua tà luy âm, bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 47 người, gồm 45 hành khách và tài xế phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, trong đó hai người bị gãy tay. Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế H, không phát hiện hơi thở có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đắk Gờ Long đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Khê làm nhiệm vụ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Trung tâm y tế huyện Đắk Gờ Long đã tập trung nhân lực, vật lực để cấp cứu, sơ cứu các nạn nhân. Cơ quan công an tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo việc lưu thông qua khu vực. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.